Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt chương trình tổ chức tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023 có chủ đề Lâm Đồng cao nguyên hùng vĩ. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023. Tuần lễ vàng du lịch sẽ tổ chức tại 12 huyện thành phố của tỉnh với những chương trình đặc sắc mang dấu ấn riêng của từng vùng miền, phát huy bản sắc các làng nghề truyền thống với mục tiêu nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Lâm Đồng, xây dựng các chương trình sản phẩm du lịch mới thu hút, phục vụ khách du lịch đến Lâm Đồng, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống của các dân tộc gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chương trình tổ chức tại thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương với nội dung chính là du lịch trải nghiệm, văn hóa và ẩm thực. Chương trình tổ chức tại thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông có chủ đề du lịch cộng đồng. Các huyện phía Nam gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên sẽ tham gia tuần lễ vàng du lịch năm 2023 với chủ đề khám phá vùng đất Nam Lâm Đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức an toàn hiệu quả, phát huy tối đa sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, du khách tham gia vào tuần lễ vàng du lịch.